Giờ là 7:30, gần 8 giờ tối rồi. Giờ mình mới đi ăn phở, phở Phú Vương ha. Phú Vương ở đường Lê Văn Sĩ. Tại vợ chồng anh chị Lệ đó nói, cũng giới thiệu là cái tiệm này ngon. Rồi mợ của mình cũng nói tiệm này ngon. Bây giờ mình ăn thử coi. Đó, thì ai cũng nói, ông tài xế ông cũng nói là phở này là nổi tiếng của Sài Gòn, ngon đậm đặc. Đó. Quán hải sản Tri Kỷ dê, Tri Kỷ lẩu dê Tri Kỷ. Tối rồi mà cũng còn đông nghẹt kìa ha, 8 giờ tối mà đông nghẹt ha. Món ăn phở tiệm này khác mẹ làm đó nha, khác mẹ nấu đó, không có giấu đâu. Nhưng mà mẹ nấu khác, tiệm này nhiều khi nó ngon hơn đó con, nó nổi tiếng ở Sài Gòn á. Cái trái dừa lửa đó ha, tô đặc biệt, đứa nào cũng ăn tô đặc biệt á, là ăn hết không đây, ăn hết không đây. Vân Vân nếm thử, ân nếm thử cái nước lèo coi. How's it? Sao Vân, ân thấy sao? Ân thấy sao? Ân con thấy sao, con phở thấy sao, con nói coi. Nó không, con không thích phở này hả? Của mẹ ngon hơn hả? Của mẹ ngon hơn. Chưa cho chú mở uống đi. Tòa building là xanh xanh đó, đó là cái tòa building landmark 81 tầng cao nhất ở Sài Gòn á, mình chuẩn lớn nhất Việt Nam, cao nhất Việt Nam luôn đó. Mình chuẩn bị mình vô đó đó nha. Cái tòa building đó bây giờ nó đổi thành màu rồi ha, nó đã gắn đèn đổi màu rồi đó. Cái tòa building nó cũng cao quá trời đó, thấy không, cũng đẹp quá ha. Bây giờ nó đổi màu xanh rồi đó. Mình leo cái cầu thang, mình dòm cái đường đi đó, đó đó, cái đó là cái chỗ đường đi để nhìn cái đường đi lái xe, cũng dễ thương. Thì mình đi chơi thôi, mình không có tiền thì mình đi chơi thôi. Cái này là giống như cái shopping mall thôi đó, nhưng mà nó đẹp đẹp. Vân có muốn chụp không? Thì cái này nó nhìn giống cái shopping mall Macy á. Phải không mấy đứa ha?
tiệm sushi. Mấy cái này là mấy cái trưng bày thôi. Là như mình đang đi xuống tầng hầm ấy, lầu 1 tầng hầm ở dưới này mình đi xuống nữa nè. Cái gì? Là virtual reality đọc lại coi. Virtual reality VR. Imagine someone pushes him, he's gonna... Có đun lên đình nè, giỏ sách nè, thấy không, tiệm giỏ sách nè, rồi tiệm quần áo Banana Republic nữa nè. Đó, nó xây theo cách ấy của nước ngoài, của Mỹ hả. Có Gáp nữa kìa, đằng xa xa, mẹ thấy có Gáp kìa mấy đứa. Đằng xa xa có Gáp kìa. Wow, có thơ mì ở đây nữa nè. Gáp nữa kìa, có tiệm Gáp nữa. Giờ mấy cái cửa hiệu nổi tiếng cũng vô đây hết rồi. Đi vô giống như mây xì ở bển, mấy cái shopping mall ở bển. Ủa mấy đứa đi đâu hết rồi ha? Ủa đi, nó đi ra ngoài chụp hình nữa mà. Chưa? Rồi. Cheese. Thấy mẹ rồi. Rồi. Ra hình mẹ kìa. Ra hình mẹ đang chụp hình kìa. Cái là giờ sao bỏ tiền vô 5.000 hả? Ừ, muốn chọn hình nào? Nó hỏi mình muốn chọn hình nào, lấy hình nào. You have to pay $50,000. 3.000 một ảnh. Vô hết 5 người đi. 3.000 3.000 một ảnh, 5.000 một ảnh. Mấy in ảnh photo phim tình. Giờ vô hết đi rồi lấy một tấm thì rồi. Rồi ảnh xem mai nào. Mai. Xem xin bay. There it is. Ủa Vân muốn trả tiền hả? Vân muốn trả tiền à? No. Mình không có Vân tiền. Muốn trả tiền hả? We're just playing around. Ôi. Nè đây có đơn kinh đơn nịch nè, kem đơn kinh đơn nịch. Trời ơi, nó bán đi dưới. Ở dưới này là bán đồ ăn không à. Cái tầng ở dưới tầng hầm là bán đồ ăn thôi. Bán kem mà sao có rau, trồng rau cách thủy, không? Thủy canh. Ờ, thủy canh, trồng rau, thủy canh quên lộn. Ủa rồi, mấy đứa nhỏ đâu không thấy luôn. Đẹp quá mà, nó đẹp, nó mới quá mà, mới xây. Ủa bữa mở xuống đây ăn kem với mấy Tú, bạn Tú chứ chưa Tú đi à. Tú đi coi rồi đi lên.
À, chỗ này là coi phim. Ăn kèm. Nè Vân, Vân. Vân đi vô ăn kèm vô uống nước. Vân. Ngon quá. Mini store. Thấy tiệm bán đồ chơi lúc nào cũng có ha. Mini World hình như đóng cửa rồi. Qua khu khác thôi. Hai khu đó liên thông với nhau. Còn cái này ngoài trời gì mưa nó làm sao ta? Mưa nước dẹp cái cột đèn của mình. Cái này là cái công viên ở bên ngoài cái bên dưới cái building của shopping mall hồi nãy á. Cái Phật Ma Si ở đây. I'm at a house on her phone anyway. Thank you. Look at one.
Ủa Quân, cái này đâu phải là vậy đâu Quân. Yes it is. Look. There's a sign that actually said, and then go instruction, right? You said like this because we're gonna tear up. What are you doing? I take it out. Oh, that hurt. Oh, remember, this looks like the one from the air. Come on. Come on, girl. Back to your shadow. One, one, one. Come on, the handstand. This is the first time I've seen Bung move this fast. Yeah, Bung! Oh, I'm tired! Bung, go do it! Oh no, I just did that! That hurts your neck, like... Your squats look terrible. Ah, this hurts my shoulder, too! Bung! How come I can do it? It doesn't actually hurt. Mm-hmm. Yeah, look at Bung! What's that? Cái hồ bơi đây nữa nè mấy đứa. Đó thấy hồ bơi không? Wow, buổi tối mà thấy cái bụi bông này đẹp quá, giống như bông thiên lý vậy đó. Ê, không phải thiên lý, à, nguyệt quế. Giờ khuya rồi, thành thử ra cái cầu thang để đi lên này nó tắt đèn mất tiêu rồi, tối thui rồi. Nhưng mình cũng đi lên, mình đi lên để mình coi ở dưới cái đường. Đó, mình lên trên cầu rồi đó. Nè, mình nhìn xuống nè, đường xe chạy nè. Ủa, cái tòa này giờ cũng tắt đèn luôn rồi. Nó cũng tắt đèn luôn rồi mợ. Wow, bây giờ đi xuống thang máy.